Hãy tới người đó đi. Lên đi, lên đi. Lên đi, lên đi. Lên đi. Lên tỷ thí đi nha Linh. Hay quá, hay quá. Lên đi, lên đi. Lên đi, lên đi. Đẩy nó lên. Xong rồi. Lên đi, lên đi. Đúng Thiếu đó, Vũ cũng lợi hại lắm đó. Đúng rồi, rồi lợi hại lắm. Sắp bắt đầu rồi, đánh đi, đánh đi. Tỷ thí đi, tỷ thí đi. Sắp bắt đầu rồi. Trời ơi, đứng hoài dễ đi. Hay quá, hay quá. Ai, ai. Hay lắm. 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 Hay Hey! 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 Hay, 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 hay. Thiếu Vũ lợi hại. Đây, Thiếu Vũ lợi hại. Hay quá, Thiếu Vũ lợi hại. Thiếu Vũ hay quá, hay quá. Thiếu Vũ lợi hại, Thiếu Vũ lợi hại. Hay lắm, hay lắm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bái phục. Đã nhường rồi. Hay ghê ha. Hay. Quy ca lợi hại, quy ca lợi hại, lợi hại, lợi hại quá rồi, quy ca lợi hại quá đi. Quá hay mất tiêu luôn, trời ơi hay quá vậy. Tiểu tử, trời đất ơi hay mất tiêu. Anh hay lắm, là lợi hại thiệt. Nhưng mà quy ca ngươi không thích thể loại nhẹ nhàng như vậy. Đọ sức với chuyện ca người được không? Chuyện ca có nhã hứng như vậy, Thiếu Vũ tất nhiên sẽ theo. Được. Thiên đỉnh qua đây. Một, ừ, hay dữ vậy mà. Coi ba. Cẩn thận nha, té xuống chết luôn á. Tay đứng cái cây, đứng cái cây. Đậu rồng, tay đi, tay đi. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Đâu, hạ xuống từ từ. Phối hợp nhịp nhàng. Đâu. Trời ơi. Chỉ có năm 21 tuổi mới có thể nâng lên được. Đến lượt người đó. Hả?
Hay lắm, hay lắm. À, lên. Lợi hại quá ha. Thì đó, không biết có nổi công nữa. Có nghĩa là thầy khuyên cái lợi hại. Nhìn tướng đó nó có bằng tiết truy huynh. Bởi vậy lợi hại quá. Ê Thư Vũ ơi, nổi trong đó. Nhớ lời khuyên cái lợi hại. Thử đi. Chắc là không nổi đâu. Nên thử đi không sao. Tiểu tử, có làm nổi không? Hay là nhận thua đi. Làm sao nổi chứ. Làm được thì nổi không vậy. Có gì đâu. Ô trời, nó đứng luôn. Thiếu Vũ, Thiếu Vũ. Hay dữ vậy ta. Đứng từ phía sau luôn. Hay quá. Đỡ được luôn, hay quá. Thiếu Vũ. Hay lắm. 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 Hay quá. Không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà lại khỏe như vậy. Truyền ca bái phục ngươi. Truyền ca, quá khen rồi. Hay là chúng ta cùng nhau uống một chén đi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Chúng ta hết cậu hay quá. Chỉ là một đám tụ lại khoe sức thôi mà, chẳng có gì ghê gớm. Lợi hại. Hay quá, hay quá. Uống một chén nha. Đi, uống một chén đi. Hay lắm, hay lắm. Mọi người tiếp tục đấu đi. Thôi, uống đi, uống đi. Nào, nào, nào. Mời, mời, uống đi. Mời nghe. Đâu. Cạn. Nè, nè. Cạn nha. Cạn ha, cạn ha. Nhớ lên, lên. Cạn đi, cạn đi. Cạn. Ê, hay quá. Ta có chuyện muốn nói với cô. Đừng hỏi con. Con nói gì cũng không tính mà. Ta có chuyện muốn nói với Thiên Minh. Ta có thể đưa nó đi một chút không? Được chứ, đương nhiên là được. Nhanh lên, nhanh lên. Hay, hay. Hay, hay, hay. Hay, hay, hay lên. Hay lên, hay lên. Sao lên rồi? Sao lên, được lên rồi. Hay quá, hay quá. Hay, hay lên. Hay, hay, hay. Hay quá đi, hay lên, hay lên. Nhanh lên, trèo lên đi. Mau trèo lên đi. Hay, giỏi quá ha. Mau trèo lên đi. Điều nhanh như một con mèo vậy đó. Hay nếu quá như là mình kìa. Chắc chắn sẽ đoạt giải nhất. Thiên Minh. Hay, hay lắm, hay lắm. Cố lên, cố lên, cố lên nha. Nè, có chuyện gì nói mau đi. Nói đi. Ta... Chuyện này... Chuyện này chuyện kia cái gì? Có phải là muốn trừng phạt con không? Nếu cuộc thúc có muốn nói với con không? Ta có chuyện muốn nói với con. Nhưng mà... Ta không biết nên mở miệng như thế nào. Được rồi, vậy thúc cứ suy nghĩ đi. Con đang có chuyện gấp, vào nhà xí trước đã. Ê! Hey. Trời ơi, có làm được hay không vậy? Phải đâu, hay quá luôn á. Ê, Thiên Minh, ra ra. Hay quá, hay quá. Đi. Thiên Minh. Trời, Quân làm gì vậy? Quân lên dạy theo kìa. Hay dữ vậy ta. Thiên Minh, Quân làm gì vậy? Mau xuống đi. Thiên Minh, xuống ngay cho ta. Mau xuống đi Thiên Minh. Ê trời ơi, nguy hiểm lắm đó. Đi xuống đi, nhanh lên. Thiên Minh à, xuống đi. Xuống đi Thiên Minh. Xuống đi. Xuống ngay cho ta. Thiên Minh, Thiên Minh, đi xuống đi. Mau xuống đi. Đi xuống đi Thiên Minh.
Trời ơi, còn biểu diễn nữa. Nhìn đi, thấy sao hả? Tiền Minh, Tiền Minh đi xuống đi. Tiền Minh, đi nào xuống đi. Tiền Minh, mà xuống đây đi ta. Mà xuống đây đi Tiền Minh. Sao hả? Tiền Minh à, đi xuống đi. Thấy sao hả? Tiền Minh, đừng có nghịch ngợm nữa, mau xuống đi. Cố lên, cố lên. Đi xuống đi Tiền Minh. Thấy sao hả? Lợi hại quá đi. Quỳnh Bảo xuống đây đi. Tiền Minh. Tiền Minh đi xuống đi. Cùng xuống đi cho ta. Có leo được không chị? Leo tiếp đi. Hết đường nữa đi. Cố lên, cố lên. Cố lên. Đi xuống đi, đi xuống đi. Trời ơi, cố lên Tiền Minh, Tiền Minh. Thôi, mình ra xuống đây. Ra đây. Bên này, bên này, bên này. Bỏ xuống cho ta. Tiền Minh, ngươi muốn chết hả? Có tin ta chăm cho chết luôn không? Không phải, đâu có. Dung Nhi, đừng kích động. Thiên Minh, Quỳnh có sao không? Ta kêu mùi trong hắn, mùi trong kiểu gì vậy? Chuyện này, cái tiên sinh nói muốn đưa Quỳnh ấy ra ngoài nói chuyện một lát, muội cũng không biết. Thì ra lại là Quỳnh. Dung Nhi, nghe ta giải thích đi. Trời, Dung Nhi, Dung Nhi. À, được rồi, được rồi. Giải tán hết đi. Đấu lại thôi. Nhanh lên. Được đi. Đấu. Này, Quỳnh làm gì vậy? Nguyệt Nhi, để ta tham gia thi đấu, ta chắc chắn sẽ thắng. Quỳnh muốn tham gia cũng được. Hay lắm. Nguyệt Nhi. Nhưng đời này đừng bao giờ hy vọng nói chuyện với ta nữa. Nguyệt Nhi, ta. Ê, Nguyệt Nhi. Ê. Hay lắm. Thêm một lần nữa. Đấu lên. Đấu lên. Nguyệt Nhi. Thôi. Ê, Dung Nhi. Cái nhiếp, lúc nào Quỳnh cũng thích đối đầu với muội đúng không? Lần trước muội vẫn nói chưa rõ ràng sao? Muội không ta cần nghe Quỳnh giải thích. Muội chỉ tin những gì muội nhìn thấy thôi. Hôm nay may mà Thiên Minh không sao. Nếu như hôm nay nó có mệnh hệ gì, muội tuyệt đối sẽ không tha cho Quỳnh đâu. Dung Nhi, ta không có. Cái nhiếp, không phải Quỳnh cho rằng muội vô tình vô nghĩa sao? Được, vậy muội vô tình cho Quỳnh xem. Bây giờ muội chỉ quan tâm tới danh tiếng y tiên của muội và chữa trị cho Thiên Minh. Còn về Quỳnh, muội không hề bận tâm. Nếu Quỳnh dám động vào Thiên Minh, Quỳnh cứ thử mà xem. Ta mọi người thấy chưa? Ta là người giỏi nhất. Ta trèo lên được rồi. Tiền Minh. Ta trèo lên được rồi. Tiền Minh. Ta trèo lên được rồi. Tiền Minh, Quỳnh giỏi quá. Người đâu? Thiên Minh, xuống đây đi. Thiên Minh. Thúc đi. Chuyện của con không cần thúc lo. Ta biết. Con hận ta là ta đã quá ích kỷ, quá võ đoán. Thật ra ta nên cho con biết từ sớm phụ thân con Kinh Kha đúng là đã chết dưới kiếm của ta. Bây giờ mới nói với con,
Vậy trước kia sao thúc không cho con biết? Trước đây ta không cho con biết là vì Dung Nhi không cho, sợ con bị kích động ảnh hưởng tới trị thương. Dung Nhi chỉ là cái cớ. Nếu cô ấy không ngăn cản, ta thật sự dám nói với con sao? Là bản thân ta không dám đối mặt, không nói nên lời. Ta sợ chuyện của quá khứ, đến nỗi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng ta cần phải cho con biết, phụ thân con Kinh Kha là tri kỷ của ta. Tri kỷ của ta chết dưới kiếm của ta, máu tươi bắn đầy lên vạt áo ta. Cảnh tượng đó mỗi lần nhớ lại đều khiến cho ta dằn vặt bội phần. Vì vậy ta biết rõ là nên nói cho con biết mọi chuyện từ lâu, nhưng lại ích kỷ trốn tránh, tự lừa mình dối người, là chuyện này không chỉ tốt cho ta mà còn tốt cho con. Cục diện trở nên như hôm nay là lỗi của ta. Trước đây ta đồng ý dạy con kiếm thuật, nhưng lại không muốn nhận con làm đồ đệ, là bởi vì ta cảm thấy xét về khía cạnh nào đó, ta chính là kẻ giết cha con. Nếu có một ngày con muốn tìm ta báo thù, không có danh phận sư đồ, có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút. Báo thù? Thúc lại có thể cho rằng con sẽ tìm thúc báo thù? Trong mắt thúc con là kẻ đến thiện ác cũng không phân biệt được sao? Được, nếu thúc đã nghĩ như vậy thì thúc hãy đợi đó. Con sẽ báo thù, con sẽ tự tay giết chết thúc. Ta đã kêu người chuẩn bị cẩn thận, kết quả lại không chuẩn bị được gì. Cô chỉ nói kiểm tra sức khỏe cho cự tử, đâu có biết phải dùng nhân sâm tục mệnh hoàng gì đâu. Ngươi còn dám cãi lại ta à? Ta kêu ngươi mang thì cứ mang đi, cần gì phải biết ta có dùng đến hay không chứ. Thì mau đi, lát nữa cự tử sẽ tỉnh lại đó. À, phải rồi, Dung cô nương à, mấy thứ này hình như đều do Nguyệt Nhi cô nương giữ, hay là để tôi đi tìm cô ấy hỏi thử nha. Nếu có thể hỏi nó thì ta còn tìm ngươi làm gì, mau tìm đi, qua bên kia. Ờ, dạ được. Lạ thật, lẽ ra phải ở đây chứ. Ai cũng coi thường ta, cũng đều không tin ta. Được, các người hãy chờ đó, ta nhất định sẽ chứng minh bản thân mình, ta nhất định sẽ khiến các người hối hận. Dung Nhi, ta có chuyện muốn nói với muội. Muội không có gì để nói với huynh. Giờ muội đang có việc gấp, đừng làm phiền muội. Ta đã nói với Thiên Minh chuyện đại ca muội rồi. Huynh cố tình đối đầu với muội phải không? Muội kêu huynh đừng động đến Thiên Minh, huynh lại cứ nói nhăng nói cùi với nó. Huynh dùng nó để báo thù muội sao? Khúc mắt của nó sớm muộn cũng phải tháo gỡ.
Có lẽ tháo gỡ khúc mắc nó sẽ không ngang ngược như vậy nữa. Thiệt là dớ dẫn, trước đây mọi đã nhìn lầm Quynh rồi. Vào đi. Nguyệt Nhi, sao lại là con? Dung tỷ tỷ tạm thời có chút chuyện nên kêu con tới thay cho tỷ ấy. Vậy sao? Con thay cô ấy tới đây làm gì? Dung tỷ tỷ nói kêu con kiểm tra sức khỏe cho người. Người cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Ta có chỗ nào không khỏe ở đâu. Cô ấy cứ lồ quá thôi. Vậy sao? Nhưng mà hôm nay đúng là ta hơi mệt. Ta muốn nghỉ ngơi sớm. Nếu được cảm phiền con, thay ta nói với Dung cô nương một tiếng, hôm khác hãy tới khám. Dạ. Sao vậy? Sao còn chưa về? Cự tử. Người có con không? Đã từng có. Vậy còn bây giờ? Nguyệt Nhi, con đã mất cha mẹ có đúng không? Dạ. Khi cha mẹ mới mất, cuộc sống thực sự rất khó khăn. Mỗi khi đêm về, con đều mơ thấy phụ thân và mẫu thân nhẫn tâm bỏ rơi con, không bao giờ trở về nữa. Rồi choàng tỉnh, tưởng rằng tất cả những điều vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Nhưng mỗi lần con tỉnh táo trở lại, lại không thể thừa nhận tất cả đều là sự thật. Nhưng mà những ngày đó đã trôi qua rồi, không phải sao? Nguyệt Nhi, khi con dần dần trưởng thành, trong cuộc sống của con sẽ có những người bạn mới. Họ đều yêu thương con, quan tâm tới con. Những cơn ác mộng đó sẽ không quấn lấy con cả đời. Nói tóm lại, con vẫn sẽ phải buông bỏ nó thôi.
giống như vết sẹo trên cơ thể. Chỉ cần con không hết lần này đến lần khác nhớ đến nó, rồi có một ngày nó sẽ bình phục lại như trước thôi. Bình phục như trước? Cự tử, người thật sự nghĩ như vậy sao? Người cũng đã từng mất con, lẽ nào người sẽ quên nó sao? Người không hy vọng sẽ có ngày lại được nghe nó gọi một tiếng phụ thân sao? Cả đời này con cũng không thể quên họ. Cho dù là sống hay chết, con đều muốn tìm thấy họ. Bởi vì họ sẽ mãi mãi là phụ thân phụ mẫu của con. Cự tử, người rốt cuộc có phải là Nguyệt Nhi? Sao muội lại ở đây? Cự tử, cự tử, có chuyện gì? Đã tìm thấy công tử phù tô, chúng ta có cần xuất phát ngay ngày mai không? Không, xuất phát luôn bây giờ, đi xuyên đêm. Dạ. Cự tử, cự tử, con sẽ không chịu từ bỏ như vậy đâu. Lần sau gặp lại người, con vẫn sẽ tiếp tục hỏi, hỏi cho đến khi rõ ràng mới thôi. Con đợi người trở về. Nguyệt Nhi à, chuyện đó Dung tỷ tỷ, tỷ đừng lo, ta sẽ không hỏi tỷ đâu. Về chuyện này ta chỉ có thể hỏi cự tử. Cho dù đáp án là gì, ta cũng muốn đích thân ông ấy nói với ta. Vậy à? Ta còn có việc. Ta đi trước nha. Thương xã Kim Thị không còn một ai, chỉ bắt được vài tên như vậy lại không tra hỏi được cái gì. Ngươi không bắt được cho trẫm một tên thủ lĩnh mặt da nào, ngươi làm việc vậy là sao? Phụ hoàng, Nhi thần đã biết lỗi rồi. Xin phụ hoàng cho Nhi thần thêm chút thời gian, Nhi thần nhất định sẽ dâng thủ cấp của cự tử mặt da lên cho phụ hoàng. Ta dựa vào đâu để tin người? Phụ hoàng, tuy lần này bắt được không nhiều, nhưng mà những bức thư ít ỏi đó chúng ta biết được cơ quan thành của mặt da mới là đại bản doanh của mặt da. Phụ hoàng, Nhi thần xin thề nhất định sẽ công phá cơ quan thành của mặt da, nhất định sẽ bắt được cự tử mặt da. Đừng để ta đợi quá lâu. Dạ. Triệu Cao, ngươi ra đây cho ta. Triệu Cao, Triệu Cao. Công tử, là đại nhân của Trung Sa Phủ, có việc nên ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi hả? Vậy ngươi tìm về đây cho ta. Dạ. Mau lên. Dạ dạ. Mau. Mau. Yeah.
Chiều Cao. Công tử, công tử đột ngột giá lâm tới hàng xá, không biết là có việc gấp gì. Chiều Cao, ngươi kêu ta phải làm sao đây? Trước đây ngươi kêu ta xin quân binh của phụ hoàng đi thanh trừ Mặc Gia, bây giờ thì hay rồi, nắm đầu sỏ của Mặc Gia đều trốn vào cơ quan thành, mấy trăm năm nay không ai tìm được chỗ quái quỷ đó hết. Ngươi kêu ta phải làm sao? Làm sao? Công tử đừng lo lắng, kế trước mắt chúng ta chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi mà thôi. Đợi, 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 đợi cái đầu ngươi. Bây giờ phụ hoàng trách mắng ta rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy phụ hoàng sẽ giết ta. Công tử hãy yên tâm, lão thần nhất định sẽ tìm ra cơ quan thành đó trong kỳ hạn, tuyệt đối không để công tử xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Hả? Là người nói đó nghe. Thần xin hứa. Người nói thật chứ? Thật. Ta biết ngươi nhất định sẽ có cách mà. Ai kêu ngươi là sư phụ của ta chứ. Ăn vậy đi, ta về ngủ giấc trước. Khỏe quá, khỏe quá. Công tử đi thông thả. Mấy trăm năm nay không ai tìm ra chỗ quái quỷ đó hết. Ngươi kêu ta phải làm sao đây? Làm sao đây? Vệ môn chủ, dạo này vẫn khỏe chứ? Ta đến đây để hủy bỏ ủy thác của người. Nói vậy là sao? Ta và Cái Nhiếp đã nói chuyện rất rõ ràng, tất cả ân oán đã được giải quyết rồi. Ta không muốn vì mấy chuyện phiền phức này mà dây dưa với hắn nữa. Đây là tiền đặt cọc, hai ta hết nợ nần. Vệ môn chủ, xin hãy dừng bước. Khế ước có thể xóa bỏ, có điều ta còn có một chuyện khác muốn làm phiền môn chủ. Ta ghét nhất là bị làm phiền. Đây là một vụ làm ăn mới, nếu giá cả thích hợp thì vệ môn chủ ngại gì mà không nghe thử coi sao. Nói đi. Ta muốn nhờ môn chủ giúp ta phá vỡ cơ quan thành của Mặc Gia. Ta không có hứng thú. Yên tâm đi, trận pháp này không làm ngài bị thương đâu. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi tự sát. Ta không muốn giết ngài, càng không muốn tự sát. Ta chỉ muốn nói chuyện vui vẻ với ngài thôi. Đáng tiếc, vẫn chưa có cơ hội nào tốt hết. Cho nên hôm nay ta phải dùng đủ mọi cách để đưa ra hạ sách này. Được, ta sẽ giữ lại cái mạng chó của ngươi. Chắc ngài cũng đã từng nghe nói công tử Hồ Hợi mà ta đang phò tá được Thủy Hoàng Đế bệ hạ rất yêu mến, mà trên thực tế hắn chỉ là một tên ngu xuẩn không có thuốc chữa thôi.
Nhưng điều mà khiến ta chọn hắn cũng vì hắn ngu xuẩn. Hắn càng ngu xuẩn thì lại càng dễ dàng bị ta khống chế. Hắn chính là thứ lót chân trên bậc thềm của ta. Ý định của ta là dẫm đạp lên hắn ta để đoạt được thiên hạ. Nói những điều này với ta làm cái gì? Bởi vì ngài cùng một phe với ta, thông minh, có giả tâm, không cam tâm chịu thua kẻ khác. Nhưng ta không cần cả thiên hạ này. Ngài chỉ cần thất sát môn thôi, có đúng không? Nếu đổi lại là 5 năm trước ngài nói câu này thì ta có thể tin được. Nhưng đổi thành bây giờ, ngài nghĩ trên đời này còn có thất sát môn sao? Vệ môn chủ, chẳng lẽ ngài lại thấy hài lòng với hiện tại, không muốn giật dậy ngài tháng huy hoàng của thất sát môn sao? Ta nhất định sẽ giúp thất sát môn trở lại những ngày tháng huy hoàng trong tay ta. Dù sao thì vệ môn chủ cũng đã có một thỏa thuận với cái nhiếp. Ta nghĩ giữa hai người chắc chắn đã trải qua một cuộc quyết đấu, có đúng không? Vệ môn chủ, trong trận quyết đấu hôm đó, ngài có đại thắng hay không vậy? Không có, hai bên hòa nhau. À, hòa nhau sao? Thông thường mà nói, nếu hai người ngang tài ngang sức, bên nào lùi bước trước nhất định là bên giấu thực lực. Hơn nữa, hắn vốn dĩ không coi đối thủ ra gì hết đâu. Hòa nhau cũng là kết quả tốt nhất. Ngươi cũng biết nhiều thứ đó chứ? Nói bừa mà thôi. Nói về chuyện đúng sai, ta tin vệ môn chủ cũng tự biết được. Hôm nay điều ta muốn nói là phải cảnh tỉnh vệ môn chủ. Là một đại trượng phu, phải có lý tưởng hoài bão tung hoành thiên hạ. Hôm nay ở trước mặt của vệ môn chủ đã có cơ hội ngàn năm một thuở. Ngươi muốn ta giúp ngươi phò tá tên công tử ngu xuẩn đó hay sao? Không, không phải là phò tá, mà là lợi dụng. Nếu thật sự có một ngày hắn kế thừa ngai vàng, chắc chắn vệ môn chủ sẽ ở ngôi vị cao hơn, nắm quyền trong tay. Đến lúc đó, vệ môn chủ, ngài muốn phục hưng lại thất sát môn, không phải chỉ cần nói một câu thôi sao? Còn cái tên cái nhiếp đó, đến lúc đó chẳng qua cũng chỉ là một con kiến ở trước mặt của ngài mà thôi. Ngươi không sợ ta tranh thiên hạ với ngươi hay sao? Cá lớn nuốt cá bé là quy luật cao nhất trên đời này. Nếu đến lúc đó vệ môn chủ thật sự đoạt được thiên hạ, có nghĩa là thiên hạ này đã vốn dĩ thuộc về ngài. Thái kiến môn chủ. Cũng thú vị đó chứ. Vậy thì quyết chứ. Muốn phá bỏ cơ quan thành thì nhất định phải biết nó nằm ở vị trí nào. Không biết là vệ môn chủ đã có định hướng gì chưa?
có một người có thể dùng được. Tốt. Nói như vậy, vệ môn chủ đã nắm chắc phần thắng rồi. Đừng có vội. Ta có hai điều kiện. Vệ môn chủ cứ nói. Thứ nhất, cái nhíp là của ta, ngoài ta ra bất cứ ai cũng không được động vào. Thứ hai, phá bỏ cơ quan thành, tất cả quan binh dưới quyền công tử đều phải nghe lời của ta sai khiến. Chỉ cần công phá được cơ quan thành thì tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của vệ môn chủ. Ban đại sư. Cô làm ta giật cả mình hả? Tuyết cô nương à, cô vẫn còn rất trẻ mà khinh công lại tốt như vậy. Cô đi lúc nào ta cũng không biết. Cô tìm ta hả? Ban đại sư, ta muốn xem có ai biết sửa nhạc khí không. Có chuyện gì vậy? Cái đàn này hư rồi, ta muốn sửa nó. Còn muốn tìm ai nữa? Làm cái gì vậy? Cứ để ở đây đi. Ê, cứ để đó ta lo cho. Cái này à. Ý là gì đây Tuyết nữ? Cơ quan thành bao nhiêu cơ quan phức tạp như vậy ta còn sửa được? Chỉ là một cây đàn ta còn sửa nổi hay sao? Ý trời ơi, cái cô này thiệt là đúng là ấu kỹ mà. À, ban đại sư, ta cảm thấy việc giặt như vậy không cần phiền tới ông. Đứng lại. Ta phê bình cô đó nha. Đều là người một nhà, tại sao lại khách sáo như vậy? Không có sao. Ê trời ơi, thiệt là. Yên tâm đi, để ở chỗ ta 5 ngày, sau đó tới đây lấy. Ta đảm bảo với cô là nhìn y như mới luôn. Đi về đi. Đi làm đi. Đi đi. Vậy thì đa tạ ông. Thiệt là ta sửa giúp cho cô là may mắn lắm rồi đó. Có cây đàn không lẽ không sửa được hay sao chứ. Môn chủ Thất Sắc Môn Vệ Trang xin bái kiến. Lão phu không gặp ai hết. Đi đi. Các hạ là trưởng môn của Công Thúc Gia, Công Thâu Cừu. Liên quan gì tới người? Không muốn chết thì mau biến đi. Lão già đáng chết, khẩu khí lắm. Đại sư cơ quan thuật Công Thâu Cừu quả nhiên là danh bất hư truyền. Cơ quan mặt già gỗ đá chuyển động, đồng thiết biết nói, phải hỏi Công Thâu. Công Thâu gia được biết đến là cơ quan như vậy, nhưng lại là kẻ thù của mặt già. Công Thâu Cừu về mặt cơ quan thuật
là kỳ tài hiếm có. Từ nhỏ hắn đã thề sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ đánh bại toàn bộ Mặc Gia. Không biết vệ môn chủ tới nơi này là có việc gì? Ta muốn đi tìm một nơi, vẫn chưa tìm được manh mối, muốn tới thỉnh giáo công thô chữ môn. Lão phu không rành thế sự đã hơn 10 năm nay, e rằng không giúp được vệ môn chủ rồi. Nơi ta muốn tìm là cơ quan thành của Mặc Gia. Công thâu trưởng môn tuy đã ẩn cư nhiều năm, nhưng mà ta biết rõ trong lòng ngài vẫn chưa từ bỏ Mặc Gia. Bây giờ có cơ hội, chỉ cần cùng phá cơ quan thành đó là có thể san bằng Mặc Gia rồi. Không biết công thâu tiên sinh có hứng thú hay không? San bằng Mặc Gia, dựa vào ba kẻ các ngươi thôi hả? Đương nhiên chỉ có ba người là không đủ. Nếu có thiên binh vạn mã tương trợ thì sao chứ? Thiên binh vạn mã mà vệ môn chủ muốn nói là từ đâu tới vậy? Công tử hồ hởi, phụng mệnh thống soái đại quân nhằm tiêu diệt Mặc Gia. Tiếc là họ không biết được cơ quan thành của Mặc Gia đang ở đâu, cho nên mới nhờ tới ta. Người muốn nói đại quân công tử hồ hợi sẽ nghe theo mọi điều khiển của ngươi sao? Đúng vậy, trên là tướng quân, dưới là thiên binh vạn mã, sẽ do một tay ta thống lĩnh. Vệ môn chủ à, lão phu đồng ý hợp tác với ngài, có điều ta cũng không tìm thấy vị trí của cơ quan thành. Nhớ lúc đầu lão phu mai danh ẩn tính gia nhập Mặc Gia, bái nghệ nhiều năm trong cơ quan thành, cũng coi như là nắm chắc cơ cấu trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc là lần nào đi cũng bị bịt mắt lại, cho nên đến bây giờ ta vẫn không biết vị trí cụ thể của cơ quan thành. Chỉ cần vệ môn chủ có thể tìm được vị trí cơ quan thành thì lão phu nhất định nghĩ ra được cách phá giải nó. Được, cứ quyết định như vậy. Công phá cơ quan thành phải nhờ tới công thâu tiên sinh rồi. Nói hay lắm. Lão phu sẽ chờ tin tốt của vệ môn chủ. Cáo từ. Đây là đâu vậy? Ở đây là Mặc Gia. Mặc Gia. Yêu thương một người có làm được không? Đệ tử có thể làm được. Luyện trung nghĩa, nguyện hiếu đạo. Đệ tử có thể làm được. Nào. Ừ.
Đã 40 năm, 40 năm trời, cuối cùng ta cũng thấy được ngài nãy rồi. Đến cả công thâu cừu cũng không biết cơ quan thuật mặt da ở đâu. Bước tiếp theo phải làm sao đây? Vũ phù đó của ngươi đâu? Vũ phù nào? Thứ đuổi giết cái nhíp lần trước ngươi lén lút đặt lên người của chúng. Ta cảm thấy có khi vũ phù đó có thể được chúng đưa vào cơ quan thành rồi. Không biết nữa, đi mất lâu rồi. Ngươi! Giờ là lúc khó khăn nhất của vệ môn chủ. Tốt nhất ngươi đừng có trẻ con nữa. Hắn tự làm khó mình, liên quan gì ta? Được, ngươi không đi cơ quan thành, ta đi. Ngươi có tìm nổi không? Vậy ta sẽ kêu người có quan hệ với mặt gia ra, dụ dỗ từng người, rồi giết từng người một. Ta vẫn không tin người của mặt gia sẽ trốn mãi trong cơ quan thành khoanh tay mặc kệ. Ngươi muốn chết sao hả? Có thể tìm ra cơ quan thành, cho dù ta có chết cũng đáng mà. Ở trong núi phía bắc Hồ Dân Mộng, đại nhân, cơ quan thành ở trong núi phía bắc Hồ Dân Mộng. Có chắc không? Chắc chắn. Sao đây? Ngươi muốn diệt chủ tạo phản hả? Không có hứng. Vậy thì chắc là ngươi muốn đánh bại ta để chứng minh bản thân của mình. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Tốc độ mà ngươi tự hào tốt nhất chỉ nên thể hiện trước mặt của đám phế nhân mà thôi. Còn ở chỗ ta, ngươi chẳng là cái thá gì hết. Muốn đánh bại ta, tập luyện đi, đừng có tùy tiện ra tay. Nếu tâm trạng của ta tốt, có thể chơi với ngươi. Nếu không phải ta đang cần ngươi tìm ra vị trí của cơ quan thành, thì ta đã sớm lấy cái mạng của ngươi rồi.
nè, ba đại sư này làm sao vậy? Tay nghề kém như vậy còn tỏ vẻ, cây đàn còn tốt bị sửa hư rồi. Ta tối hôm qua ta cứ cảm thấy huynh yên tâm, ta sẽ tìm người sửa nó lại. Vị trí đại khái của cơ quan thành đã được xác định rồi. Rất tốt. Cái ngọn núi này rất nguy hiểm, cho nên chúng ta nhất định phải chú ý an toàn. Bởi vì có mấy nhóm đi đều đã bị thương, nhớ phải chú ý an toàn nha. Tiểu thật à, ngươi nói lần này quân Tần đi tuần núi không giống như bình thường hay sao? Không chỉ với quân số lớn hơn chưa từng có, hơn nữa quân Tần cũng có chuẩn bị từ trước. Ngay cả cơ quan thuộc của chúng ta ở bên ngoài cũng bị phá, vậy nên cái này không thể coi thường. Ban lão đầu, làm giật mình hả? Ê, trời ơi, sao vậy? Chỉ là cái chén thôi mà, có gì đâu phải sợ chứ hả? Làm giật cả mình. Nè, ngươi nhìn chỗ này. Ý trời, rơi cái chén thôi mà, có gì đâu phải sợ chứ. Sau này phải cẩn thận đó. Biết rồi, biết rồi. Dùng về quá đi. Nào lãng bao ban đại sư, quan binh tuần núi đã bí mật tiếp cận tới cửa rồi. Cái bọn cẩu tặc này à, chắc chắn là bọn chúng mèo mù giới được cá chiên thôi, gặp may thôi mà. Việc này có hơi lạ đó, ta nên phái người thăm dò động tĩnh quan binh trước. Cần gì phiền phức như vậy, huynh nhìn đi, cứ theo quy tắc cũ, cử một đội xử lý bọn chúng là được rồi. Nhưng mà ban đại sư à,
Ông nói coi bây giờ nên làm sao? Còn làm sao nữa? Bình thường công việc bảo vệ cơ quan thành đều do đại trị phụ trách. Hắn có kinh nghiệm, nghe lời hắn đi. Được rồi, người nói với Thạch Hổ phái vài người đi xử lý bọn chúng đi. Đi sớm về sớm nghe. Rõ. Đi đi. Rồi đó. Người nói với các huynh đệ của Mặc gia, sau khi rời khỏi thành, nếu phát hiện điều gì bất thường, tuyệt đối không được hiếu chiến, lập tức trở về. Có biết chưa vậy? Rõ. Nhớ. Mọi người cẩn thận. Cẩn thận nha. Bên này, bên này. Bên, bên này, này, bên này. Cẩn thận, cẩn thận. Bạch Phụng truyền tin tới, một nhóm đệ tử Mặc gia đã xuất hiện rồi. Cứ đợi đi. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Ban đại sư à? Hả? Đợi ba canh giờ rồi, mấy người Thạch Hổ sao vẫn chưa thấy về? Có chút tin tức cũng không có nữa. Được rồi tiểu thật, ngươi gấp cái gì vậy? Đại truy đâu? Đại truy nhưng mà hắn truyền công lực cho Thiên Minh nên đã đi qua đó. À. Hơi chơi cha, hơi chơi cha. Thông thản chút đi. Mặc gia chúng ta có chuyện gì mà chưa từng trải qua chứ? Hả? Nhưng mà các huynh đệ được ban đại sư phái đi, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, tìm kiểu gì cũng không thấy, bây giờ phải làm sao? Sốt ruột quá đi. Cái gì? Bọn họ vẫn chưa về sao? Đúng vậy, không có tin tức gì hết. Không được, ta phải đích thân đi thôi, giết chết cái đám cẩu tặc này, cứu các huynh đệ về. Tiểu tử, không sao chứ? Ta không sao. Huynh mau đi đi. Ta nói cho người biết, người đừng cố gắng quá, nếu như bị nội thương là coi như tiêu đó. Ta nói là không sao rồi. Nhìn huynh cao lớn lực lưỡng như vậy, sao lải nhải như đàn bà vậy? Cái tên tiểu tử này ăn nói kiểu gì kỳ vậy? Nè, Thiên Minh là một nam tử hán, người đợi ta đi cứu các huynh đệ, giết hết bọn cẩu tặc đó rồi trở về truyền công tiếp. Hãy bảo trọng nữa nha. Được. Đi. Ban đại sư. Đừng gấp, đừng gấp, từ từ nói. Truy ca dẫn người ra khỏi thành rồi. Hả? Chuyện xảy ra khi nào? Đã nửa canh giờ trước. Vào thời điểm đó, Phan thủ lĩnh chắc đang truyền công cho Thiên Minh. Thiên Minh? Chuyện đã xảy ra nửa canh giờ trước, sao tới bây giờ mới thông báo như vậy? Truy ca không cho chúng tôi nói. Huynh ấy chỉ nghĩ là có thể nhóm người kia mất tích. Mất tích hả? Đúng vậy, họ đi tới giờ chưa trở lại. Không thể nào. Có thể đây là một cái bẫy đó. Chuy ca nói trước đó huynh ấy đã tính toán sai nên mới muốn lấy công chuộc tội. Chuyện này đúng là nhảm nhí mà. Ban đại sư, ta đi tìm hắn nha. Dạ, không được, ngươi không thể ta đi được. Ta đi, ta không thể để chuyện ca tự làm chuyện không biết tình hình bên ngoài kia. Ta nhất định phải đi, ta phải đi. Ở đây thì không thể làm được cái gì. Bên ngoài như thế nào đâu? Phải đi thôi. Phải nhất định phải đi. Nó xảy ra nguy hiểm gì thì sao chứ? Để ta đi đi. Bình tĩnh lại,
Bình tĩnh, bình tĩnh một chút đi tiểu thần. Liên Minh, sao lại như vậy? Dìu lên giường trước đi. Mời truyền công cho nó đi. Được. Sao không cần hắn truyền công? Thiên Minh, ngươi muốn chết hả? Thiên Minh, ta có chết cũng không cần ông truyền công. Thiên Minh, dừng tay. Thiên Minh. Thiên Minh. Con muốn chết thì chết. Ta rất hối hận. Ban đầu đã cứu một tên vô dụng như con. Ông nói ai vô dụng chứ? Con. Ông dựa vào đâu nói ta như vậy hả? Dựa vào cái gì hả? Con quán hận mọi người không thừa nhận giá trị của con, coi thường con. Còn con ngoại trừ bướng bỉnh gây phiền phức cho mọi người thì con đã làm được cái gì có giá trị hay chưa? Con cho rằng mọi người đối xử tốt với con là vì nể mặt cha con. Con liền tùy ý tận hưởng ý tốt của mọi người, không thèm quan tâm tới cảm nhận của ai hết. Hôm nay lại vì nổi giận mà xem thường tính mạng của mình. Con hoàn toàn không nghĩ rằng cái mạng này của con đã từng khiến biết bao nhiêu người dấn thân mạo hiểm. Để giúp con hồi phục sức khỏe, Dung Nhi đã chịu bao nhiêu áp lực, tốn bao nhiêu tâm huyết. Con muốn chúng ta coi trọng con. Con xứng sao? Con đã làm được cái gì chưa? Nếu con cảm thấy chết như vậy có thể thể hiện khí phách của con, vậy con mau đi chết đi. Nhưng mà ta cho con biết, dù con có chết rồi, con cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Đây. Hả? Mau lên, mau lên. Gì vậy? Qua coi thử cho lên. Có chuyện gì vậy? Mau, mau. Có chuyện gì vậy ta? Vậy? Sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện này là sao đấy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Qua bên kia coi sao? Đi, đi coi thử đi. Nhanh lên, nhanh lên. Ở bên kia. Sao lại như vậy? Kẻ nào gây ra chuyện này chứ? Vậy là sao? Kẻ nào đó gây ra chuyện này? Bây giờ phải làm như thế nào đây? Ủa? Đây là tiếng gì vậy? Tiếng này đâu ra? Ai vậy? Là sao, là sao? Ai làm vậy? Ở đâu ra vậy? Cái gì vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta trở về đi. Đi thôi. Đi con. Cái gì vậy? Bà đã
Sao như vậy? Đây là cái gì vậy? Đây là cố đứng yên. Đừng quá gì vậy? Bên này. Chúng ta buông lỏng ta. Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Đại sinh qua đây, mang về thông báo cho mọi người có trọng độc nguy hiểm. Mau đi. Nhưng mà còn chưa chết thì sao? Mau đi đi. Đại sinh, đại sinh, ngươi sao vậy? Đại sinh, đại sinh, Truy Ca đang gặp nguy hiểm, đi cứu Truy Ca đi, cứu Truy Ca. Không ổn rồi. Thiết Truy gặp nguy hiểm rồi. Ca Nhiếp, người nói rất đúng. Quan binh đến lần này không thể xem thường được. Để ta đưa người đi cứu Truy Ca. Người sao vậy tiểu thần? Ta vừa nói với ngươi rồi, chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Bây giờ ngươi rất quan trọng đối với cơ quan thành. Nghĩa là sao chứ? Ngươi cũng xong ra đó. Để nào khi quan binh tới, để cho một lão già ta chống đỡ hay sao? Vậy thì kêu hắn đi. Hắn không phải quỷ cốc tiên sinh sao? Và lúc cấp bách này phải thể hiện đi chứ. Để hắn đi đi. Không được. Một khi dừng truyền công, thì mình sẽ mất mạng. Nhưng mà Truy Ca đang gặp nguy hiểm mà. Ta đi. Không ổn rồi. Thiết Truy gặp nguy rồi. Cái Nhiếp à, người nói đúng. Quan binh đến lần này không thể xem thường. Vậy ta đưa người đi cứu Truy Ca về. Người sao vậy tiểu thần? Vừa nói với ngươi, chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Bây giờ ngươi rất quan trọng đối với cơ quan thành. Nghĩa là sao? Ngươi cũng xong ra đó. Lẽ nào khi quan binh tới, để cho một lão già ta chống đỡ hả? Vậy để hắn đi. Hắn không phải quỷ cốc tiên sinh sao? Và lúc cấp bách này phải thể hiện cái gì đó chứ. Để hắn đi đi. Không được. Một khi dừng truyền công, thì mình sẽ mất mạng. Nhưng mà Truy Ca đang gặp nguy hiểm mà. Ta đi. Vậy để đi đi. Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Thiết Truy trở về an toàn. Ta tin đệ. Ta sẽ đi với huynh. Thêm một người tăng thêm sức lực. Cáo từ. Mộ Dung cô nương, bọn ta cũng cáo từ trước đây. Được. Đi. Huynh điên rồi sao? Huynh để cho hắn đi. Lúc trước đệ ấy từng là cao thủ hàng đầu của Thất Sát Môn, hơn nữa còn có Tuyết Nữ đi cùng, sẽ không có chuyện gì đâu. Huynh coi bộ dạng sống mà như chết của hắn kìa. Cứu người, đi nộp mạng thì có đó. Nhưng ta không đi được.
ta phải bảo vệ tính mạng của Thiên Minh. Hơn nữa muội cũng nói, bây giờ người muội quan tâm là Thiên Minh, ta không thể để Thiên Minh có bất cứ chuyện gì được. Cho dù muội tin hay không, ta cũng không muốn nhìn thấy muội đau buồn nữa. Mấy câu nịnh bợ đó ai mà không biết? Đang dỗ trẻ con hả? Không phải là dỗ muội, đó là những gì ta đang nghĩ thôi. Huynh muốn nghĩ sao kệ huynh, liên quan gì tới muội? Tóm lại, nếu như Cao Tiệm Ly xảy ra chuyện, huynh sẽ phải hối hận đó. Ta tin đệ ấy. Hơn nữa cửa ải này đệ nhất định sẽ vượt qua. Sớm một ngày thì tốt hơn muộn một ngày. Đừng đánh nữa, chúng ta rút thôi. Một miếng thịt to như vậy đủ cho mấy bảo bối của ta ăn một bữa no nê rồi. Quỳnh đệ, các người sao vậy? Quỳnh đệ, Quỳnh đệ, các người làm sao vậy? Ta là thiết ca đây, ta là thiết ca đây mà, ta là thiết ca đây. Tôi đi cứu người, ta đi tìm nữ yêu quái đó. Lát nữa sẽ quay lại. Phàn thủ lĩnh và đệ tử Mặc Gia về cơ quan thành trị thương. Đi thôi. Không sao chứ? Không sao. Mọi người về cơ quan thành. Đi. Đi mau. Đi. Mau đi thôi. Đi mau. Đi mau. Đi thôi. Đi thôi. Từ từ thôi. Lên bên này. Bên này. Bên này. Từ từ. Từ từ. Đem hết chỗ thuốc qua cho Dung tỷ tỷ đi. Sắp xếp theo loại. Được. Dạ được, dạ được. Đem mấy cái này để ra góc kia. Được rồi, được rồi. Còn nước nóng và bông băng không? Không đủ rồi. Mau đi chuẩn bị thêm đi. Nè,